Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trên kênh của Tranh Gỗ Đại Hiệp ạ. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em là đang có mặt ở trên Mai Châu Hòa Bình, được đến để bàn giao cho gia đình anh Tuấn đây ạ, một tấm tranh rất là đẹp ở bên trên. Thì sau khi cái sản phẩm được treo lắp trên không gian phòng khách của gia đình thì anh Tuấn có thể cho cơ sở bên em xin một cái nhận xét về tấm tranh của anh. Anh thấy là cái tranh này rất là sắc sảo và đẹp, anh cái đường đục nét đẹp rất là nét, gỗ cũng đẹp. Cảm ơn anh nhé, em cảm ơn ạ. Đó là những cái chia sẻ rất là thực tế của anh Tuấn dành cho sản phẩm cơ sở bên em. Thì thực ra là anh Tuấn là có về trực tiếp cơ sở bên em để thăm ngắm sản phẩm khi mà còn mộc, và ngày hôm nay thì theo như thỏa thuận thì cơ sở bên em là đến bàn giao trực tiếp cho gia đình. Thì thật ra nếu mà mọi người có mặt trực tiếp ở đây để ngắm trực tiếp thì nhìn nó sẽ rõ và còn đẹp hơn cả video em quay rất là nhiều mọi người ơi. Dạ vâng, tấm này thì được anh Tuấn lựa chọn với kích thước chiều dài là khoảng 2m72, chiều cao nó rơi vào khoảng 1m35 và dày 15 phân, hàng được đục thủ công tay hoàn toàn ạ. Tấm này được đặt với cái tên gọi đó là Cửu Hạc Quấn Mai. Thì thật ra là ở những cái video trước thì em có quay mộc và giới thiệu đến mọi người rồi. Thì ngày hôm nay thì sau khi cái sản phẩm là đã hoàn thiện thì đây là cái sản phẩm thành quả được treo lắp trên không gian phòng khách của gia đình. Và theo đúng như anh Tuấn nhận xét là hôm trước anh có về xem mộc và anh hôm nay anh nhìn lại thì là anh thấy là sản phẩm hoàn thiện nó nổi và nó đẹp hơn cả cái lúc mà anh xuống xem mộc nữa. Dạ vâng, thì sau đây thì cùng cơ sở bên em là đi vào cận cảnh một chút và chúng ta có thể ngắm kỹ hơn về những cái đường nét đục tỉa của sản phẩm nhé. Anh Tuấn cho em vào đây một tí nhé. Dạ vâng, đây là khi mà em quay ở cái cự ly mà rất là gần để mọi người có thể ngắm rõ hơn về những cái đường nét đục tỉa của sản phẩm khi mà mình đứng ở cự ly gần. Cửu Hạc Quấn Mai thì đúng như tên gọi thì mọi người có thể thấy là với hai hình ảnh chính, đó là một cái cây mai rất là già. Vâng, một cây mai cực kỳ già và hình ảnh của chín chú chim hạc ở đây nữa. Và khi mọi người đi gần, thì mọi người sẽ thấy là cái hình ảnh đây, ví dụ như đây là hình ảnh của gốc mai. Dạ vâng, gốc mai thì mọi người có thể thấy là được cơ sở bên em đục rất là nhiều mấu móc vô cùng là cặn ở đây. Mọi người có thể thấy ạ. Đó, đây các bác ngắm nhá. Đây. Tức là mọi người có thể cảm giác là như một cây mai rừng mà kiểu cảm giác là gắn vào đây nó không kiểu cảm giác là không giống nó đục nữa rồi. Nó rất là thật các bác. Đây khi mà mọi người nhìn ở cái cự ly nó rất là gần như này này. Toàn bộ những cái chi tiết ở đây đều là được đục kênh mong moi móc hết này. Kênh bong nó chính là những cái phần mà các bác nhìn thấy tay của em có thể là luồn lách vào trong này. Những cái phần nó được đục tách so với lền của tranh thì được gọi là đục tay kênh bong nha các bác. Đây là cái sản phẩm mà được cơ sở bên em là chế tác thủ công tay hoàn toàn. Thì thật ra thì cũng chia sẻ với các bác thì đây là một cái sản phẩm mà vô cùng tâm huyết của cơ sở bên em. Cái tác phẩm này của anh, của gia đình anh Tuấn là được nghệ nhân của cơ sở bên em là chế tác với tổng thời gian nó lên đến hơn một năm mọi người ơi. Từ những cái khâu mà mình thiết kế này, lên ý tưởng này, thiết kế này đến những cái khâu mà khai gỗ, gọi là phá gỗ và đục lên những cái tác phẩm như này nó kéo dài lên đến hơn một năm. Dạ vâng, rất là tâm huyết cũng như là tỉ mỉ và thực sự là một cái tác phẩm rất là đẹp đúng không các bác. Và khi mà mọi người đi vào gần một chút thì mọi người sẽ thấy là trên ngoài cái hình ảnh của cây mai rất là to, rất là già ra thì bên cạnh thì có hình ảnh của đôi chim hạc nữa. Đây là hình ảnh của đôi chim hạc này. Thì các bác có thể thấy là những cái đường nét chạm tỉa ở trên đây rất là mềm mại và đẹp đúng không các bác. Đó. Đây, hàng được chế tác thủ công thì các bác có thể thấy là những cái đường nét nó rất là mềm mại và những cái gọi là những cái tầng lớp hoa ở đây các bác có thể thấy này, nó không chỉ là một tầng hoặc hai tầng đâu ạ, mà nó sẽ là rất là nhiều những cái tầng lớp chồng lên nhau. Nên các bác có thể thấy là nhìn nó vô cùng sinh động. Đây các bác có thể ngắm này, rất là đẹp. Đó. Đây nhá. Mời cả nhà là cùng cơ sở bên em là ngắm lại sản phẩm một lần nữa nhá. Đây là tổng thể của tấm tranh. Đây là khi mà em quay xa này, quay gần một chút các bác nhé, để quay gần này. Đó. Còn nếu mà các bác muốn xem gọi là kỹ hơn thì các bác có thể kéo xuống cái video mộc em quay ấy, thì các bác sẽ nhìn còn rõ hơn nữa nhé. Và ngoài ra bên cạnh thì cơ sở bên em có bàn giao cho bác một cái đốc lịch ở gỗ mun bên cạnh. Vâng, một cái đốc lịch rất là đẹp. Đây là một cái sản phẩm được chế tác bằng chất liệu là gỗ mun Lào. Một trong những cái dòng gỗ được đánh giá là quý và giá trị top đầu trên thị trường tranh gỗ. Tấm này của nhà bác thì với kích thước tổng phủ bì là cao 77, rộng 57 và
ván tranh là dày 7 phân rưỡi này. Thì khi mà mọi người đi vào gần thì mọi người sẽ thấy là những cái đường vân gỗ nó vô cùng là đẹp đúng không ạ? Hoàn thiện thì rất là nhẵn nhụi, sạch sẽ. Đây, những cái đường vân nó nổi lên cực kỳ đẹp đúng không các bác? Đây, mời cả nhà là cùng cơ sở bên em là ngắm lại tổng thể cái tác phẩm mà ngày hôm nay cơ sở bên em đến ra đấy, bàn giao cho gia đình nhà anh nhé. Dạ vâng, và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua số hotline 0837 309 307 hoặc mọi người có thể về trực tiếp cơ sở bên em có địa chỉ tại số 47 và 62 thuộc làng nghề Đại Nhật Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp nhé. Cảm ơn mọi người và cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem video của sở bên em ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bác ạ. Xin cảm ơn nhé, em cảm ơn ạ.